hiểu không? Này cũng được không? Đây, ngồi đây. Đang đâu? Đang ở đây nào? Đây, sắp xong rồi này. Cái ghế này. À, muốn tao mua ghế mới à? Ừ. Trời ơi, hết cả ghế rồi này. Đi thôi đi. Thế để bao nhiêu mua một ghế mới luôn. À. Đi không? Được theo kính. Hôm trước phải đặt cho bộ bàn ghế mới rồi. Mình đi xuống xem được chơi thấy nhá. Anh em ngồi im cũng hơi nhiều. Bạn ơi, cứ lên xe cái là nhảy nhót thôi. Giờ mình còn xuống đây xem cái bộ bàn ghế hôm trước ba đặt cho Mon với Ca được chưa nhá. À, đi thôi. Ngồi im đi con. Trời ơi, áo gì đấy con. Đấy, cứ đi ra đường cái là thích khoái này. Ừ. Nay trời chiều chiều mà nắng nắng thì ba cho đi chơi. Mon ơi. Thấy nhiều vịt chưa? Ồ, xuống cái này là xong đến nơi đấy. Trông có đẹp không ạ? Xong đến nơi rồi này Mon. Đéo không? Này cũng vừa không? Ừ, vừa không? Đây là cái cốc. Đẹp chưa? Thích không? Ừ, thích hả? Nào, tôi đậu thẳng. Có cậy vào đâu? Dạ không. Nằm qua lại đây em ơi. Đây nào. Khuẩn. Không dám chạy sai, còn cũng thích đi chơi nhưng mà chỉ đi gần thôi. Đi chào bác nhìn về nào. Ủa, em về luôn đây ạ. À? Em chào anh ạ. À?
ngon. Này Mon VK có bàn ghế ngồi rồi nha. Ghế mới ngồi này nha. Có đẹp không Mon? Đây có đổ mới cái giặt khoái. Chả xin nãy giờ thôi. Hả? Quay cái lòng này nè. Nhìn cái... Xin cầu. Đẹp không Mon? Có đẹp không? Thử bàn ăn luôn nha. Thì thôi, chỗ nào? Để vào đấy. À, quên. Khoái không? Thích không? Thích không? Đi nào đi cao rồi thôi. Anh em cũng trộm. Trời, thích không? Ai, nhà thôi. Xem nào. Ui, bàn này cao hơn này. Này, em ra nào, em ra nào. Được không? Nào, ngon ngon nghiêm nhá. Nào, ngon ngon ngồi thử với chú, ngon nghiêm nhá. Để mà xem nào. Ừ. Đấy. Nào, em ca đâu, em ca lại đây ngồi, mà xem nào. Nào, đúng rồi. Đấy, hai em ngồi nào, hai em ngồi nhá. Bạn thử xem nào. Đây bạn bỏ cái cốc xem có vừa không nào. Ừ. Đây cũng vừa đấy. Nào. Ok không? Ừ thế bác cất cái bàn này nhá. Cất bàn cái ghế này này. Ok ok. Đấy, đây ngồi là không sợ bị ngã nữa nhá. Ừ thích không? Ok. Ngồi đây để bác ra bác lấy cái tủ vào nhá. Ba các bạn ngồi trong nhà được ba mà chạy ra đây làm gì đây dành cho Mon đấy. Bàn chờ ba nhá. Này, đi lên đi. Đi lên bàn đi. Đi lên bàn đi. Nào, ngon em đi. Ê, ngon lắm á. Đấy, đúng rồi. Ừ, ngồi ngồi lấy chờ ba. Ơi, đây nào. Đây, anh ngon ở đây. Anh căng đâu? Anh căng ở đây nào. Đấy, ngồi sướng thoải mái không? Ừ, ghế bàn ghế chắc chắn nhá. Rồi, ngồi đây chờ ban nào. Ngồi đây bàn là hai anh em ăn hả? Cho Mon với ca ăn nha. Ừ. Đói lắm hả? Đợi ba tí. Bóc rồi hai anh em ăn luôn chứ. Đợi tí nào. Đấy, đây sắp xong rồi này. Ông Mon đang ngồi im thế cơ mà. Đợi tí.
cái món này. Đấy nhá, hai anh em ngồi đợi ba nhá. Ngon không? Ngon không? Ngon hả? Rồi. Ngon chứ con? Nhán này nhán chị mua cho con đúng không? Ăn đi con. Ngồi đó được. Ăn để ba đi cắm cơm nào. Đấy, hai em ngồi đi ăn đi để ba đi cắm cơm nhá. Thế là ăn cơm xong rồi mình ăn tiếp. Này là ăn vặt thôi chứ không phải là bữa chính, thấy chưa? Ta cho đi khám lại nhé. Mai mình đi khám. Đang còn sưng lắm con ạ. Mai lấy thêm thuốc kháng viêm để uống nhá. Có tiêu được hết cái này không? Thôi đi lên nhà thôi đi. Để ba ở dưới nhà ba ngoan. Thank you.